chúng ta có thể giúp cho con cái chúng ta vượt qua nỗi sợ không được yêu thương. Nói cho nó biết, bất kỳ hoàn cảnh nào, cha mẹ đều yêu thương nó. Nó sẽ làm việc tốt hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác. Nên đừng la mắng khi con trẻ nó nghịch. Đừng la nó nữa. Hãy để cho nó được chơi.